Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sinh mạng người dân là đồ chơi của chính trị gia Việt Nam. Tới hôm nay, tính mạng của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam và người thân của họ đã được bảo vệ bằng vaccine của những nước dãy chết với đầy đủ hai mũi cả rồi. Vậy sinh mạng của nhân dân anh hùng còn lại thì sao? Câu trả lời là vaccine nào mà trả được đã được mang danh anh hùng. Và người dân không được lựa chọn, bắt buộc phải tiêm vaccine Trung Quốc. Đây là hình ảnh chọc mũi là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta, biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ Y tế phê duyệt giá xét nghiệm nhanh gấp hơn chục lần giá mua vào. Nhìn vào cung cách nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chống dịch lúng túng như gà mắc tóc, người dân càng thấy sự ngu dốt của lũ quan chức Cộng sản. Hết giấy đi đường cũ lại mới, rồi lại cũ lại ra lệnh chặn chốt chán, lại tự chửi mình sao lại chặn. Và đến AK-47, cảnh sát cơ động khắp nơi, quân khu nọ, quân khu kia, rào thép gai, đề phòng dân nổi dậy vân vân, chứ đâu phải để chống dịch. Mỉa mai hơn là cả những kẻ từng là Bộ trưởng Khoa học Công nghệ nên là Chủ tịch Hà Nội mà đầu không nghĩ được ra cái gì hơn mấy cái giấy đi đường thay đổi như trong chóng. Thật thảm hại cho nền khoa học nước nhà. Nhìn vào cách họ hỏi mua xin vaccine của các nước thì càng thấy bộ mặt của chế độ Ba Đình thảm hại hơn nữa. Vừa tùy tiện gặp ai cũng xin, gặp ai cũng đòi chuyển giao công nghệ vân vân. Cuối cùng, tiêm chủng vaccine ở Việt Nam chắc chắn sẽ giống như nấu món thập cẩm cho người dân phải ăn, phải dùng. Chưa thể đưa vaccine Nanocovax của Việt Nam vào sử dụng và lý do chuyên môn cũng có, lý do tranh giành thị phần đâm sau lưng giữa các nhóm lợi ích cũng có. Nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bèn mua đại vaccine cho nhân dân anh hùng. Đó là những vaccine từ Trung Quốc với hàng vài chục triệu liều. Từ vaccine Sputnik 5 đốt cháy giai đoạn của Nga, từng quảng cáo dùm beng, rồi Verose của Trung Quốc, rồi Hayatvax cũng của Trung Quốc nốt, rồi đến Ali Abdala của Cuba. Sputnik 5 dùm beng như vậy, nhưng tỷ lệ tử vong của Nga 2,7%, còn cao hơn cả Việt Nam là 2,5%. Và nay, chính Putin và thuộc hạ ở Điện Kremlin cũng đang nhiễm COVID-19 và đang tự cách ly cho dù đã tiêm đầy đủ hai mũi bằng Sputnik 5. Từ đầu đại dịch đã có hơn 200.000 người chết. Riêng ngày thứ 3 21 tháng 9 đã có 812 người chết vì COVID-19. Ai dám tin vào hiệu quả của vaccine này đây? Đây là hình ảnh Việt Nam đang sản xuất vaccine Sputnik 5 của Nga và sẽ áp dụng tiêm tại trà cho người dân cả nước. Nay lại đến Abdala của anh em Cuba, một vaccine còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được sự đánh giá của cộng đồng khoa học quốc tế, cũng như đang tìm kiếm sự chấp thuận của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong bảng danh sách các vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, không có Sputnik 5, không có Verose, Hayatvax cũng chưa được thấy Abdala. Nhưng người dân Việt Nam thì phải cắn răng để tiêm những thứ này. Vấn đề mấu chốt không phải là vaccine do ai sản xuất. Điều tối quan trọng đối với mọi loại vaccine là vaccine đó cần phải có đủ chứng cứ khoa học, minh bạch, chứng minh nó an toàn và có hiệu quả được cộng đồng các nhà chuyên môn thế giới công nhận. Đó là loại khoa học chứ không phải là chính trị. Ông Nguyễn Xuân Phúc vì động cơ chính trị dám mang tính mạng của người dân Việt Nam ra làm đồ chơi và ném tiền của dân qua cửa sổ. Các vị yêu mến, đồng chí Tổng thống, cựu sĩ quan KGB Putin, tập Hoàng đế hay Cuba, Q4 là chuyện của các vị. Nhưng nếu vì sự cuồng tín cộng sản ấy mà các vị lại mang sinh mạng người dân ra làm vật thí nghiệm, thì đó là một tội ác và sự vô đạo đức vô cùng. Và người dân Việt Nam nay phải trả giá đắt cho sự khoác lác của những kẻ cầm quyền, vừa ngu vừa dốt lại ngạo mạn với gần 20.000 người chết chưa đủ hay sao. Và con số này không dừng ở đây, nó tăng lên hàng ngày hàng giờ. Và đó chỉ là những con số thống kê, thực tế sẽ cao hơn gấp nhiều lần số này đã bị chết. Nào là nếu cột điện tại Mỹ mà biết đi nó sẽ về Việt Nam, nào là mây đen bao phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam, của ông già Hủ Nho vừa lú lẫn vừa tham quyền cố vị nhưng lắm mưu sâu kế hiểm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là thủ tướng. Tất cả những gì ông già Hủ Nho này làm được là hô khẩu hiệu đã đoàn kết, hãy đoàn kết hơn nữa, vân vân. Mà dân chúng khảo dị thành đã nhiễm thì nhiễm nhiều hơn nữa,
đã nhốt thì nhốt nhiều hơn nữa, đã chết thì chết nhiều hơn nữa. Thật là thảm hại, nhưng một khi đại dịch hết, ông ta sẽ lại đóng vai Lý Thông như mọi lần cho mà xem. Sau những thất bại trong việc chống dịch như chống giặc, những người quen bẻm mép lộng ngôn này chắc đã bớt khoác lác, nhưng đất nước đã phải trả giá bằng sinh mạng của gần 20.000 người dân và tình trạng đình đốn về mọi phương diện của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế, khi hàng loạt nhà máy đã phải đóng cửa và các doanh nghiệp nước ngoài lần lượt chuyển ra khỏi Việt Nam. Cả cuộc máy chính trị đã mê mải đên đồng vì thắng lợi, ăn mày ngày càng trở nên chủ quan, khiến cả xã hội có thói quen azure lạc quan tếu cũng mất hết đề phòng. Khi đại dịch ập đến, Đảng Cộng sản Việt Nam, các quan chức cấp cao thì dành tiêm vaccine của Anh, của Mỹ cho bản thân và cho gia đình. Dập dịch trong cộng đồng dân chúng bằng hai chữ, một là dùi cui công an AK-47 thép gai và hai là cái miệng ngậm máu phun người của tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng bắt nhốt bất cứ ai đăng những bản tin bất lợi về chống dịch Covid của chính quyền. Người dân đã nghèo lại càng khổ thêm vì lũ âm binh là dân phòng và công an tìm mọi lý do để phạt tiền triệu người dân vốn đã vô cùng khó khăn. Sự huynh hoàng khoác lác thường chỉ có ở những kẻ có tầm hiểu biết thiện cận mà nôm la là ngu dốt và ngộ nhận mới thấy đỏ đã ngỡ là chín. Ai cũng có những cái ngu dốt, nhưng những kẻ ngu dốt lại mắc chứng hoang tưởng mà ngộ nhận mình là trí tuệ mà nắm quyền lực ở cấp cao thì đó là đại họa cho toàn dân cả nước. Sinh mạng của chúng đã được đảm bảo, còn dân đen thì vaccine nào trả được. Đây là hình ảnh vào hôm 28 tháng 9, đoàn cán bộ phường Vĩnh Phú, quận An Bình Dương đã phá cửa căn hộ chung cư để cưỡng chế một phụ nữ đi xét nghiệm COVID-19 đang gây sốc cho dư luận. Và giả sử bây giờ Lào hay một nước lạc hậu nào đó chế được vaccine, thì nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mua luôn không cần suy nghĩ. Nhưng như đã nói, chắc chắn lũ quan lại của Đảng Cộng sản Việt Nam và gia đình chúng không ai thèm tiêm những loại vaccine này cả. Tất cả để dành cho dân mà thôi. Sự kiện đang gây sốc trên mạng xã hội là Bộ Y tế phê duyệt mức giá test một bộ xét nghiệm nhanh tới 238.000 đồng, cao hơn gấp 14 lần so với thực tế, trong khi giá bán tại siêu thị tại Đức và châu Âu chỉ có chưa đầy 1 euro, nếu mua xỉ chỉ tính ra khoảng 17.000 đồng Việt Nam trên một bộ. Trên Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Quốc Chính đã có bình luận như sau. Việc giá kit test nhanh ở Tây bán rẻ thối mà đưa về Việt Nam lên giá gấp 10 lần. Việc anh em quản lý trục lợi thiết bị y tế, việc chống dịch hung hãn cốt sao, đốt được nhiều ngân sách nhất như có thể, nhưng núp dưới cái vỏ chống dịch như chống giặc, thì mình đã dự báo lúc mới có dịch. Nói chung là cứ có cơ hội đốt ngân sách khẩn cấp, được bỏ bớt quy trình đấu thầu là cơ hội kiếm ăn của anh em. Khi có dịch thì hành pháp càng có quyền lực tuyệt đối nên nguy cơ tha hóa tuyệt đối càng cao. Các nước cộng sản có lợi thế khi chống dịch ở chỗ dễ dàng áp dụng bàn tay sắt để cách ly và truy vết, dễ dàng ngồi xổm lên pháp luật như chuyện phá cửa vào nhà dân để cưỡng chế cách ly hay cưỡng chế đi test Covid. Nhưng lợi thế đó cũng có mặt trái là sự lạm quyền, là lãng phí ngân sách. Đó là lý do khiến ngân sách chống dịch đã cạn kiệt. Đây là hình ảnh bộ test kit bán trong siêu thị Đức giá niêm yết chưa tới 1 euro, khoảng 25.000 đồng, được Bộ Y tế phê duyệt chi tới 238.000 đồng. Trong các đợt dịch trước thì đốt tiền còn đánh đổi được là kiềm chế được dịch. Nhưng với chủng mới Delta thì đốt tiền nhiều như trên vẫn toàn do chính phủ không lường trước được tốc độ lây nhiễm của virus còn nhanh hơn cả tốc độ cách ly và truy vết. Các thành phố lớn hoang phí tiền chống dịch đã đành, nhưng cả các tỉnh chẳng có dịch vẫn nghĩ được cách để đốt tiền, phòng dịch. Như Thái Nguyên chẳng hạn, để kiểm soát người từ các tỉnh khác tới, họ thấy kết quả test nhanh không đủ tin cậy, nên đòi kết quả test PCE âm tính cũng chỉ có giá trị trong 3 ngày. Giá một lần test cỡ 800.000 đồng, ngang tiền đi taxi từ Hà Nội về Thái Nguyên thì đốt biết bao nhiêu tiền của xã hội đây. Được biết là Hà Nội đốt 30 tỷ đồng để tìm được một F0. Đúng là sẵn sàng đốt một khu rừng để bắt một con thỏ. Kiểu này chỉ có quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ ra, thật mông muội. Có nhiều cách để tiết kiệm chi phí test nhanh nhưng người ta không muốn làm, đó là test gộp nhóm người sinh hoạt hay làm việc chung vân vân. Xã hội hóa việc test nhanh, tức là cho mua bán tự do và công dân được quyền sử dụng kết quả test nhanh của mình và doanh nghiệp có thể
tự thét. Chỉ thét tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao, thét ngẫu nhiên và luân chuyển ở các khu vực ít nguy cơ, vân vân. Mục đích là để giảm số lượng lấy mẫu và có được nguồn kit test giá rẻ. Nhưng để đốt ngân sách thì người ta cần đắt và nhiều. Đấy là đặc trưng của xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đã chém là cần phải kiểm toán chi phí chống dịch. Mong ông Vương Đình Huệ đừng có đánh trống bỏ rồi. Còn việc chống dịch hung hãn thì chỉ có thể chấm dứt khi ông chính dám mạnh dạn ban hành chỉ thị mới thay thế chỉ thị 16 để đáp ứng tình hình mới, không coi dịch là giặc nữa và phải đưa ra tiêu chí tiết kiệm ngân sách song hành với việc kiềm chế dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 với bản tin Sinh mạng của người dân là đồ chơi chính trị của chính quyền cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.